tinh tấn, nghĩa là thường xuyên tiến lên phía trước, không lui sụp trong công phu tu tập. Ví dụ về hạnh tinh tấn cao nhất đã được nói trong kinh Pháp Hoa, phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự. Bồ Tát Dược Vương quấn mình trong vải tẩm dầu hương, rồi cung kính đến trước Đức Phật đốt mình để cúng dường. Quý vị thắc mắc, Ngài đốt mình như vậy để làm gì vậy? Vì Bồ Tát Dược Vương thấy rằng lòng từ của Đức Phật quá tối thượng, quá sâu màu, quá vĩ đại, không có cách nào có thể báo đáp được ân đức ấy. Nên Bồ Tát đã đem hết thân tâm và tánh mạng của mình cúng dường lên Đức Phật. Quý vị hỏi, Ngài đốt thân trong bao lâu? Trong một thời gian rất dài, không có cách nào tính đếm được khoảng thời gian ấy. Khi Đại sư Trí Giả, vị tổ thứ ba của Tông Thiên Thai, được đọc phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự trong Kinh Pháp Hoa đến đoạn Thị chân tinh tấn, thị danh chân pháp cúng dường Như Lai, tâm chân chánh tinh tấn ấy mới được gọi là pháp chân thật cúng dường Như Lai, thì Ngài liền nhập vào định. Trong định, Ngài Trí Giả thấy pháp hội do Đức Phật giảng kinh Pháp Hoa trên núi Linh Thứu vẫn chưa tan. Đại sư Trí Giả thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vẫn đang ngồi giảng pháp ở đó, chuyển bánh xe đại pháp giáo hóa vô lượng chúng sinh. Ngay đó, Đại sư Trí Giả hoát nhiên nhập vào Pháp Hoa Tam Muội và đạt được Nhất Triền Đà La Ni. Sau khi Ngài xuất định, với trí tuệ lớn lao mà Ngài đã tự khai mở được, Ngài lập Tông Thiên Thai. Đó là cảm ứng do niệm tưởng công đức của Bồ Tát Dược Vương khi đốt thân cúng dường Đức Phật. Một số người sẽ phản đối, nếu có nhổ một sợi tóc trên đầu tôi mà làm lợi cho cả thế giới, tôi cũng không làm. Đó là họ chỉ biết riêng mình mà không cần biết làm lợi ích cho người khác. Họ không thể được gọi là chân thật tinh tấn. Ha ha ha, 闻三摩地所。